Các bạn muốn quay video để đăng lên YouTube để kiếm tiền, nhưng các bạn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Bởi vì các bạn không biết quay video như thế nào nè, không biết chỉnh sửa ra sao nè, không biết thêm nhạc chèn hiệu ứng, nói chung là các bạn không có biết cái gì luôn. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, không cần phải lo gầu gì hết. Bởi vì trong video này Hải Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chi tiết quay video như thế nào, cắt ghép video, chỉnh sửa ra sao. Nói chung là hướng dẫn các bạn làm sao để hoàn chỉnh một cái video luôn. Hướng dẫn từ A đến Á luôn á. Cái video này chỉ dành cho những người chưa biết gì thôi nha. Còn những ai mà đã lụm tiền của YouTube mấy chục tỷ rồi á, thì đi chỗ khác chơi. Ok, đùa thế thôi, nếu như các bạn muốn biết cách thức quay phim, chỉnh sửa, cắt ghép làm sao để hoàn thành video hoàn chỉnh thì nghe bây giờ đây, các bạn cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tâm nhé. Nào. Ok, bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn quay phim và chỉnh sửa bằng điện thoại di động luôn nha. Ở bước đầu tiên là các bạn sẽ bấm cái camera lên. Đây. Đó. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn bên cái mục video nè. Đó, tiếp theo là các bạn sẽ chọn cái chất lượng quay. Bạn bấm lên. Tùy theo máy mỗi chỉnh khác nhau nha. Đó. Các bạn sẽ thấy đây nè. 70p nè. 1080 nè. Đó, bình thường các bạn quay phim thì các bạn phải chọn từ 1080 trở lên nha. Bây giờ mà nếu các bạn quay từ 720 trở xuống là chất lượng nó rất là mờ. Đó, các bạn quay từ 1080 trở lên. 30 khung hình. Còn nếu như máy bạn nào có 4K thì các bạn quay 4K. Đó, các bạn thấy không? 4K 30 khung hình hoặc là 1080 30. Bây giờ Thế Tâm sẽ quay 4K đó. Và một cái điểm thứ hai các bạn cần lưu ý là nếu như các bạn quay đăng lên TikTok á thì các bạn sẽ quay điện thoại đứng. Còn ví dụ như các bạn quay đăng lên YouTube hay là đăng lên Facebook á thì các bạn sẽ quay cái điện thoại ngang nha. Đó. Nó mới full màn hình được, nếu các bạn quay điện thoại đứng nó sẽ bị đen hai bên. Đó, các bạn cần lưu ý. Đó, vậy là coi như cái bước cài đặt chỉnh máy quay phim này kia là đã xong xuôi hết. Thì bây giờ các bạn muốn quay những cái chủ đề gì thì các bạn cứ cầm máy các bạn quay thôi. Đó, nhấn nút quay rồi chúng ta đi quay thôi. Đó, cầm thẳng nè. Và các bạn lưu ý là khi các bạn đi quay á, các bạn phải cầm thẳng như vậy nha. Các bạn đi, chứ các bạn không được quơ lắc rồi rung lắc đi cà giật cà giật cà giật. Vậy là sẽ rất là rung. Khi người ta xem á, người ta cảm thấy cái video của mình nó cà giật nó rất là khó chịu. Các bạn hiểu không? Đó, mình phải cầm đi như vậy nè. Đi đi tèn 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 như nè. Đó, chứ không phải đi in như đó nha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi quay nè. Bây giờ Thế Tâm sẽ làm cái video đi hái xài, rồi Thế Tâm sẽ chỉnh sửa cho các bạn xem để hoàn thiện một cái video để các bạn biết cụ thể nó như thế nào. Ok, lên đường. Đó. Ở đây có một cái gỗ luôn. Lượm luôn. Đi hái xài. Tâm. Lên đường. Đó, các bạn cầm cái máy quay cho nó thẳng nè. Thấy không? Không có được rung gì hết. Đây có con chó luôn nè. Lu, đi ra chỗ khác. Chỗ anh làm việc. Thì chơi đây. Đây. Ở đây có rất là nhiều cây xài, các bạn thấy không? Giờ Hải Tâm sẽ làm cái video hái xài cho các bạn nè. Đó, ví dụ như các bạn làm cái video hái xài nè. Bây giờ các bạn sẽ hái xài để kiếm xài non về chấm muối ăn coi. Đó. Quay nè. Phập nè. Thấy chưa? Thành quả đây. Rất là đẹp, chảy mũ luôn. Bỏ vô gỗ. Tẩm một trái. Tiếp tục. Đó. Tùy theo cái chủ đề của mình là chủ đề gì thôi. Cái này là Thế Tâm quay để thí nghiệm cho các bạn. Đó. Để ghép chỉnh sửa hoàn thành một cái video cho các bạn xem. Bỏ vô. Tiếp tục. Quất trái bự này đi. Sao quá. Đó, trái thứ ba. Bỏ vô. Ok. Còn đó không? Quất một trái nữa. Đây. Chơi luôn. Vì cái video này mà chơi khô máu với các bạn luôn. Hái hết cây xài của người ta luôn. Đây. Rồi, bỏ vô. Tiếp tục, chúng ta đi lại cây xài đằng kia. Hái tiếp, lên đường. Vô, đó. Các bạn phải cầm thẳng như vậy nha.
các bạn không được rung lắc gì hết, các bạn thấy không? Cầm phải chuẩn, đi đừng có tung tăng. Đó, rất là đơn giản đây chứ không có gì hết. Ở đây, tới đây chúng ta đúng rồi, đi xuống đây thấy rồi, phát hiện trái xài rồi đó. Đây một cái ngôi nhà rất là đẹp mới xây dựng. Ở dưới đây thấy Tâm phát hiện một cái đùm xài rất là to đó. Bây giờ xuống đây hái cho các bạn xem, ok chưa? Khô máu với các bạn luôn nè, sắp chín luôn các bạn. Ồ, quá ngon thôi, hai trái thôi, đi ăn cắp mà hái nhiều là người ta chửi chết. Vô tẩm ba trái rồi hái thêm trái nữa đi, thấy đẹp quá, quá đẹp rồi. Nó xịt mũ luôn, bắn quá bắn. Đây bỏ vào đây đó, coi như là chúng ta làm cái video thu hoạch xài xong, lên đường đi về thì thôi, lên đường đi về thôi. Nhà cửa sông nước nè, cảnh rất là đẹp luôn, rồi thấy không đó, quay cảnh sông nước cho các bạn xem, rất là hữu tình đó. Nếu các bạn đứng im thì các bạn cầm hai tay như vậy nè, nó đỡ rung, thấy không? Ví dụ các bạn muốn quay cái cảnh gì, các bạn cầm hai tay các bạn quơ vậy nè đó, nhẹ nhẹ từ từ để người ta thấy cái cảnh của mình đó. Trên điện thoại thường thường nó có cái chức năng zoom gần zoom xa nè, các bạn đẩy cái thanh này lên đó, zoom gần thấy không, zoom xa, rất là chuyên nghiệp. Rồi ok, lên đường đi về thôi. Đó, chuối luôn, rất là ngon, hoa giấy luôn đó, hái trái cây xong đầu quay cảnh luôn, ngon lành. Như vậy là ok. Và sau khi các bạn đã quay xong video thì ở bước tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh sửa cắt ghép làm sao cho nó hay nhất, thì lúc đó mới thu hút người xem được. Bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn từng bước nha, các bạn chỉ cần làm theo đúng quy trình là ok. Thì để tải được cái ứng dụng chỉnh sửa video về thì các bạn sẽ vào cửa hàng CH Play nè. Nếu bạn nào xài máy iPhone thì các bạn sẽ vào cửa hàng App Store để các bạn tải. Đó. Rồi tiếp theo bây giờ các bạn sẽ nhấp ở trên thanh tìm kiếm nè. Các bạn sẽ ghi là KaiSmarter. Đó, các bạn ghi đúng y như vậy nè thì nó sẽ ra cái ứng dụng KaiSmarter nè, các bạn nhấp vào. Và các bạn sẽ cài đặt cái ứng dụng chỉnh sửa video này. Sau khi các bạn đã cài đặt xong, chúng ta sẽ có được một cái ứng dụng như thế này. Đó, bây giờ các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên. Ok. Đó, nếu nó hiển thị như thế này thì các bạn cứ cho phép nó hết nha. Cho phép. Đó, đây là cái ứng dụng chỉnh sửa video trên điện thoại, nó rất là chuyên nghiệp. Bây giờ bước đầu tiên các bạn muốn chỉnh sửa video thì các bạn sẽ nhấp vào chữ tạo mới nè. Tiếp theo các bạn sẽ chọn cái tỷ lệ màn hình. Đó, 16:9 nè, là nó Full HD để các bạn đăng lên YouTube, đăng lên Facebook nè. Còn 9:16 là các bạn quay điện thoại đứng nè, các bạn đăng lên TikTok nè. Đó, còn 1:1 là hình vuông. Đó, bây giờ Tâm sẽ chọn là 16:9 nè. Xong các bạn sẽ nhấp vào chữ tiếp theo nè. Và bây giờ các bạn sẽ chọn một cái video trong máy của mình. Các bạn sẽ lấy cái video mà lúc nãy chúng ta vừa mới quay xong. Đó, các bạn sẽ nhấp vào cái phần ở trên này nè. Nếu như các bạn muốn tìm video thì các bạn chỉ việc nhấp vào cái phần video nè. Đó, thì nó sẽ hiện ra hết những cái video nào có trong máy của chúng ta, để các bạn khỏi mất công đi tìm kiếm. Còn nếu các bạn muốn tìm hình ảnh thì các bạn chỉ việc nhấp vào đây. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra hết những cái tấm hình có trong máy của chúng ta. Nó rất là tiện lợi. Bây giờ chúng ta nhấp vào cái phần video đi. Đây, cái video chúng ta quay lúc nãy đây. Bây giờ Hải Tâm sẽ chọn cái video này. Rồi, ta hit bỏ. Đây là cái video hái xài lúc nãy Hải Tâm mới quay đây.
Đó. Trước khi các bạn chỉnh sửa video, bây giờ Thái Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chỉnh màu cho video. Đó, các bạn cần chỉnh màu trước cho nó phù hợp với cái ý tưởng của mình. Để khi các bạn cắt từng khúc rồi thì lúc đó các bạn chỉnh màu nó rất là khó. Thì để chỉnh được màu rất là đơn giản, các bạn sẽ nhấp vào cái video nè. Đó, tiếp tục các bạn sẽ kéo xuống cái thanh bên đây. Các bạn có thể nhấp vào chữ bộ lọc màu nè. Đó, các bạn sẽ chọn từng cái hiệu ứng màu nè. Ví dụ như cơ bản đi. Các bạn sẽ nhấp vào xem thử. Đó. Trắng đen. Cổ xưa. Đó. Rất là nhiều kiểu màu. Các bạn có thể chọn cái kiểu nào phù hợp với mình. Đó, còn rất là nhiều màu ở dưới này. Các bạn có thể chọn thoải mái luôn. Còn nếu các bạn không có nhu cầu chỉnh màu thì các bạn sẽ nhấp vào không có. Đó. Sau khi các bạn đã chỉnh màu phù hợp rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần cắt video. Bây giờ các bạn sẽ kéo lại cái phần nào mà các bạn không cần thiết. Đó, ví dụ như cái chỗ này nó chưa đi nè. Đó, cái chỗ này bắt đầu đi nè. Thì ví dụ các bạn muốn cắt ngay cái chỗ này thì các bạn sẽ nhấp vào video nha. Xong các bạn sẽ nhấp vào chữ cây kéo nè. Đó, các bạn sẽ chọn là phân chia tại đầu phát nè. Rồi xong bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái phần video mình muốn xóa bỏ nè. Đó, các bạn nhấp vào cái thùng rác. Ok. Các bạn có thể dùng hai ngón tay của mình để các bạn thu phóng cái video nè. Đó. Đó, các bạn thấy không? Cái video nó còn lại có 1 khúc 1 nè. Ở đây các bạn thấy cái thời lượng của nó nè, 5 phút nè. Có nghĩa là cái video này 5 phút. Đó, đây là trường hợp bạn nào mà chỉnh sửa nhiều quá thì các bạn thu lại như vậy để các bạn dễ kiểm soát. Rồi bây giờ Tâm sẽ phóng lên lại. Bây giờ các bạn cần xem lại cái video của mình để đoạn nào mà các bạn cảm thấy không cần thiết các bạn cắt bỏ. Để người ta xem không có bị mất thời gian. Đó, bây giờ các bạn sẽ kéo lại từ đầu. Các bạn nhấp vào xem thử nè. Đó. Đó, bây giờ Tâm sẽ cắt những cái đoạn nào mà không cần thiết. Ví dụ ngay cái đoạn hái trái xài nè. Đó. Xong các bạn sẽ cắt ngay cái đoạn này. Nhấp vào cây kéo nè. Phân chia tại đầu phát nè. Xong các bạn sẽ kéo lại. Có nghĩa là vừa hái xài xong chúng ta sẽ cho nó bỏ vào gỗ liền. Đó, các bạn sẽ cắt ngay cái phần này. Rồi các bạn sẽ bỏ ngay cái khúc giữa này, nhấp vào cái khúc giữa nè. Cho nó vào thùng rác. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xem lại nè. Vừa hái là quăng vô gỗ liền. Đó, thấy chưa? Đây là hết tâm cắt để ví dụ cho các bạn dễ hiểu thôi. Đó, cái đoạn nào không cần thiết thì các bạn cắt bỏ. Ví dụ như các bạn muốn cái đoạn hái xài này nó nhanh hơn một chút xíu. Đó. Để đỡ mất thời gian người xem thì các bạn phải làm sao? Đó, ví dụ như các bạn muốn từ cái đoạn hái xài đầu tiên tới cái đoạn kết thúc hái xài nó nhanh lên một chút xíu thì các bạn sẽ nhấp vào, các bạn cũng sẽ cắt ra, phân chia tại đầu phát. Đó, có nghĩa là đoạn nào các bạn muốn làm nhanh thì các bạn cắt riêng nó ra, giống như vậy. Bây giờ các bạn muốn làm nhanh cái đoạn này, bạn sẽ nhấp vào cái đoạn này, xong các bạn sẽ nhấp vào chữ tốc độ nè. Đó, nếu các bạn muốn nhanh thì các bạn sẽ đẩy nó lên. Thì sau khi các bạn chỉnh nhanh, các bạn sẽ thấy cái video của các bạn nó ngắn lại nè. Các bạn có thể chọn tắt tiếng hoặc là duy trì tiếng. Có nghĩa là khi các bạn chỉnh nhanh thì cái tiếng nó cũng nhanh theo. Đó, nên các bạn muốn để tiếng hay không là tùy các bạn. Bây giờ Tâm sẽ chọn duy trì tiếng. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại nè. Chủ đề gì thôi, cái này là Tâm quay để thí nghiệm cho các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là nhanh. Ok. Đó, tương tự như vậy, các bạn muốn cắt ghép hay là muốn làm nhanh, làm chậm đoạn nào thì các bạn chỉ việc áp dụng như vậy là ok. Và khi các bạn quay, nhiều khi cái tiếng nói của các bạn nó nhỏ quá, các bạn muốn chỉnh to lên, thì các bạn sẽ nhấp vào cái video nè. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào hình cái loa bên phải nè. Ở đây các bạn sẽ thấy cái âm thanh của chúng ta, hiện nó đang là 100% nè. Nếu các bạn muốn nó to hơn thì các bạn đẩy nó lên. Đó, 200%. Có nghĩa là âm thanh nó lớn gấp đôi luôn. Còn nếu như các bạn muốn nó nhỏ thì các bạn chỉ việc kéo xuống thôi. Kéo xuống hết thì nó không còn tiếng luôn. Hoặc là nhấp vào cái loa này thì nó cũng là tắt tiếng luôn.
Đó, rất là đơn giản. Ok. Còn nếu như các bạn không muốn dùng âm thanh gốc của cái video này thì các bạn có thể ghi âm trực tiếp trên cái ứng dụng này luôn. Đó, ví dụ như các bạn không muốn lấy cái âm thanh này, tới cái đoạn này các bạn muốn lồng cái tiếng nào đó các bạn muốn, thì các bạn chỉ việc nhấp vào cái chữ ghi âm nè. Bây giờ các bạn muốn ghi âm thì các bạn chỉ việc nhấp vào chữ bắt đầu nè, rồi các bạn ghi âm thôi. Ồ, trái xài ngon quá, nhìn cái muốn cắn luôn nè. Dừng. Đó, bây giờ các bạn sẽ dời cái âm thanh này lại chỗ nào mà các bạn cảm thấy nó phù hợp. Đó, các bạn nhấp dính vào cái âm thanh nè. Đó, các bạn có thể di chuyển nè, thấy không? Đó. Thì chúng ta nghe lại thử nè. Ồ, trái xài ngon quá, nhìn cái muốn cắn luôn hả? Ok chưa? Đó, nó rất là tiện lợi. Nhiều khi các bạn quay hết cái video luôn, các bạn không cần nói tiếng nào hết, rồi khi các bạn bỏ vào cái ứng dụng này, các bạn có thể lồng tiếng riêng. Đó, nó cũng rất là ok. Cái cách nào các bạn cảm thấy nó êm nhất thì các bạn làm thôi. Và sau khi các bạn cắt video thì ở những cái đoạn video mà các bạn cắt nè, nó sẽ nhảy hình không được mượt mà lắm. Bây giờ Tâm sẽ bấm cho các bạn xem thử nè. Đó, ví dụ đang con sông, nó chuyển qua cái cùi chuối không có mượt mà. Bây giờ Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chèn hiệu ứng video chuyển cảnh vào để video của chúng ta nó được mượt mà hơn. Bây giờ các bạn sẽ phóng to lên. Đó, các bạn sẽ nhấp vào cái dấu cộng ở giữa cái đoạn cắt video nè. Sau đó các bạn sẽ thêm cái hiệu ứng chuyển cảnh cho nó. Ở đây rất là nhiều hiệu ứng nè, các bạn có thể chọn thoải mái. Dù Hải Tâm sẽ chọn hiệu ứng này. Các bạn có thể nhấp vào từng hiệu ứng để các bạn xem thử nè. Đó, các bạn thấy không? Nó biến qua như vậy. Đây. Tối. Ok chưa? Hòa trộn. Đó, bây giờ Tâm sẽ chọn cái zoom Sara này đi. Rồi, ok nè. Đó, chúng ta cùng xem lại nè. Đó. Ok chưa? Đó, cứ như vậy, những cái đoạn nào mà cắt thì các bạn cứ thêm vào hết luôn. Và sau khi các bạn đã cắt ghép chèn hiệu ứng chuyển cảnh vào xong xuôi thì bây giờ Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chèn âm thanh vào video. Ví dụ các bạn muốn thêm nhạc vào cái video này cho nó sống động thì các bạn sẽ nhấp vào chữ âm thanh nè. Tiếp theo là các bạn sẽ chọn vào cái thư mục nào mà chứa nhạc trong máy điện thoại của chúng ta. Đó, có rất là nhiều mục. Bây giờ Tâm sẽ chọn vào thư mục nè. Đó, Tâm chứa nhạc ở chỗ đồ nghề nè. Đó, bây giờ Tâm sẽ chọn cái bài nhạc nền này. Nhấp vào. Các bạn sẽ nhấp vào dấu cộng nè. Đó, ok. Bây giờ các bạn sẽ nhấp dính vào cái đoạn nhạc này để chúng ta dời ra ngoài đầu video nè. Đó, cho nó bằng cái video. Và các bạn có thể chỉnh to nhỏ. Đó, nhấp vào nhạc nè. Nhấp vào hình cái lo nè. Các bạn chỉnh cho nó nhỏ nhỏ xíu. Đây là nhạc nền mà, chúng ta không nên lớn hơn cái tiếng của mình. Đó, ví dụ như là 20 thôi. Ok. Chúng ta cùng nghe thử nè. Đến được. Có một cái gỗ luôn. Đó, thấy chưa? Vừa có giọng nói, vừa có nhạc, nghe nó thư giãn, nó rất là dễ chịu cho người xem. Đó. Ok. Còn nếu như các bạn muốn thêm hiệu ứng âm thanh vào cho nó hấp dẫn hài hước thì cũng rất là đơn giản thôi. Đó, các bạn muốn thêm hiệu ứng vào chỗ này thì các bạn sẽ bấm vào chữ âm thanh nè. Các bạn cũng sẽ chọn đúng cái thư mục luôn. Đó, ví dụ ngay cái đoạn hái trái xài thì Tâm sẽ thêm cái tiếng ọt nè. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử nè. Quay nè. Tập nè. Thấy chưa? Vừa hái trái xài xong là kêu cái ọt liền. Ghê không? Đó, tương tự như vậy, các bạn muốn chèn hiệu ứng vào cái đoạn nào thì các bạn chỉ việc thêm vào thôi. Rất là dễ dàng. Còn trường hợp các bạn làm video, các bạn không nói chuyện, các bạn muốn thêm chữ vào video thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn nhấp vào chữ lớp nè. Đó, các bạn nhấp vào chữ văn bản nè. Tiếp theo các bạn sẽ ghi cái chữ nào mình muốn vào. Ví dụ các bạn sẽ ghi là video đi hái xoài. Ok nè. Đó. Các bạn có thể phóng to cái chữ ra. Và các bạn có thể di dời nó chỗ nào cũng được. Đây. Các bạn chọn cái màu cho nó. Ví dụ màu đỏ đi. Ok. Đó. Xong các bạn sẽ kéo xuống.
ngay cái chữ gực gỡ nè, các bạn sẽ thêm cái viền cho nó. Đó, các bạn sẽ chọn màu viền, ví dụ màu vàng đi. Ok, rồi các bạn sẽ kéo cái nền lên đó cho nó sáng ra, thấy chưa? Ok, các bạn muốn cái chữ này nó hiển thị bao lâu thì các bạn chỉ việc kéo ra đây, các bạn nhấp một cái chữ nè, các bạn kéo ra đó, các bạn kéo tới đâu thì cái chữ nó sẽ hiển thị tới đó. Ví dụ như các bạn chỉ muốn giới thiệu ở khúc đầu thôi đó, giới thiệu ở khúc này thôi, thì các bạn chỉ việc kéo nó dài ra tới đây thôi đó, là qua khúc này nó sẽ mất chữ đó. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái hiệu ứng vào để khi chữ nó xuất hiện á, nó sẽ đẹp hơn. Các bạn nhấp vào cái chữ nè, các bạn sẽ nhấp vào trong hoạt ảnh nè, rồi các bạn sẽ chọn cái hiệu ứng mà chữ nó hiển thị, các bạn có thể nhấp vào đó, mờ dần, trượt sang phải nè, trượt sang trái nè, đó, rất là nhiều hiệu ứng, trượt lên nè, quay theo kim đồng hồ nè, đó, hiệu ứng này được nè, ok nè. Tiếp tục các bạn sẽ chọn khi cái hiệu ứng chữ nó kết thúc, các bạn sẽ chọn là hoạt ảnh xóa lớp nè. Cái trong hoạt ảnh này là hiệu ứng chữ xuất hiện, còn cái hoạt ảnh xóa lớp này là cái hiệu ứng chữ kết thúc. Đó, các bạn sẽ nhấp vào đây. Khi nó kết thúc thì các bạn sẽ chọn là trượt lên. Đó. Ok. Chúng ta sẽ cùng xem lại nè. Lên được. Đó, xuất hiện xong mà trượt lên. Ở đây có một cái luôn. Rất là dễ dàng. Cái video này lúc đầu 5 phút mấy mà Thế Tâm cắt ghiết nó còn có 1 phút 53 giây nè. Và khi các bạn thêm nhạc vào thì cái đoạn nhạc nó sẽ dư nè. Đó, cái đoạn nhạc nó dài hơn video nè. Thì các bạn sẽ cắt cái đoạn nhạc này, các bạn nhấp vào. Các bạn sẽ kéo xuống. Đó, các bạn nhấp vào cái kéo nè, cũng cắt giống như video thôi. Các bạn sẽ chọn là cắt sang phải của đầu phát nè. Đó, là nó sẽ bỏ bên đây. Còn nếu các bạn chọn cắt sang trái của đầu phát thì nó sẽ bỏ bên đây. Đó vậy thôi. Ví dụ như công đoạn nào các bạn làm sai, các bạn muốn nó trở lại lúc đầu thì các bạn chỉ việc bấm vào cái vòng tròn này. Đó thì nó sẽ quay lại công đoạn trước, công đoạn mà chúng ta chưa có cắt nhạc. Cái công cụ này là phòng trường hợp khi chúng ta làm sai, chúng ta có thể hồi lại. Đó. Còn cái vòng ở dưới là chúng ta sẽ tiến tới, các bạn bấm vào. Đó, thì nó sẽ quay trở lại cái đoạn mà chúng ta đã cắt rồi. Vậy thôi. Và sau khi các bạn đã cắt ghép, các bạn chèn hiệu ứng chuyển cảnh, các bạn thêm nhạc xong xuôi ngon lành cành đào hết rồi, các bạn cảm thấy cái video mình nó ok rồi, thì bây giờ ở bước tiếp theo Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách lưu video ra. Thì để lưu được video ra thì các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên ở góc phải nè. Sau đó các bạn sẽ chọn cái chất lượng video mà các bạn muốn lưu ra. Đó, các bạn có thể lưu 4K nè, 2K nè, Full HD 1080 nè, 720p nè. Bình thường các bạn lưu video Full HD 1080 là được rồi, các bạn không cần phải lưu 2K, 4K chi nó rất là nặng. Đó, Full HD là nó rất là nét rồi. Full HD 30 khung hình. Rồi ok, xong các bạn sẽ nhấp vào lưu. Tùy theo cái video của các bạn dài hay ngắn mà lưu ra nhanh hay chậm. Đó. Các bạn chỉ cần ngồi nhịp giò uống cà phê chờ 5-10 phút là xong. Như vậy là video của chúng ta đã được lưu vào máy điện thoại. Bây giờ các bạn có thể nhấp vào xem lại nè. Ok, lên đường. Đó. Ở đây có một cái gỗ luôn. Lượm luôn. Thì hãy xài. Để kiếm xài non về chấm muối ăn coi. Thành quả đây. Tẩm một trái. Tiếp tục. Bỏ vô. Hút trái bự này đi. Chơi luôn. Bỏ vô. Tiếp tục, chúng ta đi lại cây xài đằng kia, hái tiếp. Thấy rồi, phát hiện trái xài rồi. Một cái đùm xài rất là to. Hái trái thôi. Rồi hái thêm trái nữa đi. Bỏ vào đây. Đi về. Nhà cửa sông nước nè, cảnh rất là đẹp luôn. Chuối luôn. Hoa giấy luôn.
Ok. Như vậy là Thế Tâm đã hướng dẫn các bạn cái cách quay phim chỉnh sửa để hoàn thành một cái video nó rất là đơn giản và dễ dàng, phải không nào? Còn đối với những chủ đề khác, các bạn cũng áp dụng cái cách chỉnh sửa như vậy là ok. Còn ngại ngùng gì nữa mà không bắt tay vào làm video để lượm 90 chai một tháng. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé. Còn bây giờ, Thế Tâm xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.